Thưa thầy, hôm nay em xin đại diện nhóm để báo cáo phần trình bày trong MATLAB Simulink của hệ thống EDS. EDS là hệ thống đi xa điện tử bằng cách thu thập tín hiệu góc đánh lái từ vô lăng và tín hiệu tốc độ góc từ bàn đạp ga để xử lý và điều khiển ra được tốc độ góc mong muốn điều khiển cho mỗi bánh xe khi xe quay vòng. Sau đó sẽ so sánh với tín hiệu tốc độ góc thực tế của mỗi bánh xe thu về thông qua cảm biến Hall và để tìm ra sai số đưa vào bộ PID để xử lý để cuối cùng đưa ra tốc độ mong muốn cần điều khiển cho mỗi bánh xe khi xe quay vòng. Bộ điều khiển EDS là bộ điều khiển vòng lập kính với các tín hiệu đầu vào là tốc độ góc mong muốn và tốc độ góc thực tế của mỗi bánh xe khi xe quay vòng để tìm ra sai số đưa vào bộ điều khiển controller là bộ PID để điều khiển điện áp tăng hay giảm điện áp cấp cho bộ chấp hành là driver của motor để điều khiển tốc độ mong muốn cho từng bánh xe khi xe quay vòng. Đầu tiên để đọc được tín hiệu bàn đạp ga, góc lái và đo dòng điện từ cảm biến, ta sử dụng khối regular ADC trong thư viện Wazun Lockset. Chúng ta theo đường dẫn trong slide để lấy được khối regular ADC trong thư viện của Simulink. Tiếp theo, để đọc được tín hiệu tốc độ góc từ bánh xe thông qua tín hiệu của cảm biến Hall, ta sử dụng khối encoder RISC trong thư viện Wazun Lockset. Chúng ta theo đường dẫn của như trên slide để vào thư viện của Simulink để lấy được khối encoder RISC. Và đây là hình ảnh của khối regular ADC và khối encoder RISC trong thư viện Wazun Lockset. Thư viện Wazun Lockset là nhóm em được anh Thanh cung cấp cho nguồn tài liệu để tìm hiểu. Và sau đây là tổng quan chương trình được viết trên MATLAB Simulink. Chúng ta có thể thấy các khối chính là khối EDS Electric Differential System lấy tín hiệu từ khối Regular ADC là tín hiệu của góc đánh lái và bàn đạp ga để điều khiển tốc độ góc của từng bánh xe mong muốn và so sánh với tốc độ góc thực tế của từng bánh xe thông qua cảm biến Hall đưa vào bộ điều khiển PID controller để điều khiển điện áp đến driver của từng motor bánh xe bên trái và bên phải để điều khiển tốc độ góc mong muốn cho từng bánh xe bên trái và bên phải khi xe quay vòng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các chương trình con được viết trong khối EDS. Như đã trình bày ở trên thì khối EDS sử dụng tín hiệu của bàn đạp ga và tín hiệu của góc đánh lái. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chương trình của bàn đạp ga được viết trong khối EDS. Đầu tiên ta đọc giá trị từ cảm biến chân ga gửi về. Giá trị từ cảm biến khi ta chưa đạp ga là 1210 và giá trị cảm biến khi ta đạp hết ga là 3190. Như tính toán ở khối trên thì ta tính được vận tốc tối đa mong muốn khi động cơ quay không tải là 391 vòng trên phút và nhân với giá trị là 2 pi và chia 60 để đổi ra là radian trên giây. Khi thu thập tín hiệu của hệ thống là sẽ xảy ra hiện tượng nhiễu gây mất ổn định và khó điều khiển. Để xử lý sự hiện tượng nhiễu này, ta sử dụng hàm lọc nhiễu RC được gọi là mạch lọc tần số thấp. Mạch lọc tần số thấp là sẽ loại bỏ những tần số cao và giữ lại những tần số thấp trong khoảng cần điều khiển. Tiếp theo ta đi đến chương trình được viết để đọc tín hiệu góc đánh lái của vô lăng trong khối EDS. Giá trị đọc về khi vô lăng ở giữa ta thu được là 1040. Và theo tính toán như chương trình được viết trên slide thì là góc quay vòng của bánh xe tối đa được trong khoảng là từ 50 đến 55 độ. Sau khi có các tín hiệu đầu vào là giá trị vận tốc góc mong muốn xe đạt được và giá trị của góc đánh lái thì chúng ta sẽ đi tiếp vào các chương trình con được viết cho bánh trái và bánh phải trong bộ điều khiển EDS để tính toán ra các giá trị tốc độ góc khác nhau ứng với mỗi trường hợp góc lái khác nhau. Đầu tiên ta phải dựa vào tín hiệu của góc đánh lái của vô lăng hay là góc quay vòng của bánh xe delta để xác định là xe đang quay vòng trái hay quay vòng phải. Để khi xe quay vòng thì chúng ta cần tăng tốc độ của bánh xe bên ngoài và giảm tốc độ của bánh xe bên trong.
và giá trị này có sai số hay là được gọi là độ rơ của vô lăng và cảm biến có giá trị là từ trừ 8 độ đến 8 độ. Ta xét chương trình tính toán EDS cho bánh bên trái. Đầu tiên thì là tín hiệu gấp lái khi xe quay vòng phải cho bánh bên trái đã có giá trị dương là lớn hơn 8 độ. Khi đó ta sẽ lấy giá trị omega v cộng với delta omega chia 2 để được tốc độ gấp cho bánh xe bên trái. Ngược lại, khi xe đang quay vòng trái thì góc lái đang lúc này đã có giá trị âm bé hơn trừ 8 độ thì ta lấy omega v trừ cho delta omega chia 2 để được tốc độ gấp cho bánh xe bên trái. Delta omega được tính bằng công thức ta lấy tăng của góc đánh lái được đổi sang radian nhân với khoảng cách của hai bánh xe và chia cho chiều dài cơ sở của xe nhân với omega v. Ta xét trường hợp tương tự đối với bánh xe bên phải. Lúc này nếu xe đang quay vòng phải, góc đánh lái có giá trị dương thì ta cần giảm tốc độ của bánh xe bên phải. Ta lấy omega v trừ cho delta omega chia 2 để được tốc độ gấp cho bánh xe bên phải. Ngược lại, nếu xe đang quay vòng trái, góc đánh lái có giá trị âm bé hơn trừ 8 độ thì chương trình sẽ tính toán lấy omega v cộng cho delta omega chia 2 để tăng tốc độ gấp cho bánh xe bên phải khi xe đang quay vòng trái. Giá trị vận tốc gấp thực tế của hai bánh xe khi quay vòng ta thu về thông qua tín hiệu của cảm biến Hall. Ta đọc tín hiệu cảm biến Hall thông qua khối encoder RIT được giới thiệu ở trên và có hai giá trị là direction và position. Direction có hai giá trị là 0 hoặc 1 là thể hiện bánh xe đang đi tới hoặc đi lùi. Position là tổng số xung nếm được từ hai kênh A và B trong khối encoder RIT. Từ số xung nếm được trong khối encoder RIT, ta sử dụng thuật toán để tính vận tốc tức thời, suy ra vận tốc gốc thực tế của mỗi bánh xe khi xe quay vòng. Số xung nếm được trong thời gian lấy mẫu, ta chia cho thời gian lấy mẫu được kết quả là xung trên giây, rồi lấy kết quả đó ta chia cho số xung trong một vòng. Bánh răng động cơ là 92 xung trên vòng cho được vận tốc tức thời. Tiếp tục nhân với 2π để được vận tốc gốc là radian trên giây. Sau khi có được giá trị vận tốc gốc mong muốn cần điều khiển và giá trị vận tốc gốc thực tế ở hai bánh xe, ta đưa vào bộ điều khiển PID controller để tìm ra sai số và xử lý điều khiển sao cho giá trị hồi đáp về gần đạt như giá trị mong muốn và giá trị sai số là nhỏ nhất. Giá trị của vận tốc gốc tại mỗi thời điểm là một biến rời rạc nên ta sử dụng công thức của hàm PID rời rạc để tính toán xử lý và điều khiển. Với giá trị KP là 0,5, KI là 0,08 và KD là 8 nhân 10 mũ trừ 5 và thời gian lấy mẫu giữa hai lần lấy giá trị là 0,01 giây cho cả hai bánh xe. Tín hiệu điều khiển của bộ PID sẽ điều khiển việc tăng giảm điện áp đến bộ chấp hành là driver của motor để điều khiển thay đổi tốc độ gấp thực tế của bánh xe khi xe quay vòng sao cho phù hợp với những điều kiện quay vòng. Và giá trị vận tốc gốc thực tế từ hai bánh xe sẽ được thu về từ thông qua cảm biến Hall quay trở lại vòng lập kính để điều khiển sao cho giá trị vận tốc gốc thực tế của hai bánh xe gần đạt tới giá trị vận tốc gốc mong muốn mà bộ EDS cần điều khiển và sai số của hai giá trị này là nhỏ nhất. Sau đây em đã báo cáo xong phần trình bày trong MATLAB Simulink của hệ thống visa điện tử EDS. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.